cắt vải xong rồi cho vào đây, cho cái đầu tiên là cho cái mặt vào bên này, rồi chân, rồi chân đây cho vào đây, nhét chân vào đây này, vào chân cho vải vào đây, rồi ta cho qua đây sáng kịch luôn, tới luôn, ấn tay qua bên này luôn. Đó, nó có cái cữ đây này, rồi sáng qua này, rồi giữa, yeah.